Nếu quý vị đang bị sình bụng, no hơi, ở chua, ăn không tiêu, đau chấn thủy, đại tiện nhiều lần trong ngày, hoặc là quý vị đã đi xoa ruột, xoa bao tử nhưng vẫn không biết nguyên do, xin thưa quý vị, câu trả lời là dược thảo toàn chân chai số 8. Mình bị cái bệnh rối loạn tiêu hóa về bao tử là khoảng 6-7 tháng trời, ăn không ngon, cái cảm giác nó không có đói bụng, cái bao tử nó không thấy đói. Mỗi lần ăn vô thì nó bị uể oải, thở không ra hơi, bụng thì nó nặng, không có muốn di chuyển đi đâu. Nhưng mà sau khi gặp được cái chai số 8 của dược thảo toàn chân, uống chỉ có một tuần lễ thôi, mình đã thấy được cái hiệu nghiệm của nó. Trong một năm qua thì em có những cái triệu chứng như bị đau chấn thủy, đau bụng, hơi thở hôi, ở chua, mệt mỏi tay chân, mất ngủ, đại tiện nhiều lần. Sau đó thì em có đi soi bao tử và đường ruột nhưng vẫn không biết nguyên do. Và cho đến khi mà sử dụng cái chai số 8 dược thảo toàn chân cho rối loạn tiêu hóa và đường ruột thì những cái triệu chứng này biến dịu rất nhiều.